Nghi Xuân là địa phương có đường bờ biển dài 32 km, có nhiều tiềm năng về khai thác và chế biến thủy sản, trong đó có sứa. Tuy nhiên, việc chế biến sản phẩm từ sứa còn nhiều hạn chế. Chủ yếu, sứa được thu hoạch rồi xuất chỉ ở dạng thô với giá trị kinh tế thấp. Những năm gần đây, người dân đã mạnh dạn áp dụng công nghệ để chế biến sản phẩm sứa thành các sản phẩm mang giá trị cao hơn. Một trong số ít những cơ sở chế biến sứa ăn liền uy tín, sản phẩm làm ra đã được tiêu thụ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh là sản phẩm sứa ăn liền Thái Long tại thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân. Ý tưởng thì cũng do ở thị trường thì bạn địa bàn mình thấy có nhu cầu sứa họ đi về thì thực ra thì nhiều, cho nên là mình cũng nắm bắt được cơ hội thì cũng muốn thu mua để về chế biến để làm cái sản phẩm để kinh doanh. Trước nhất là kinh doanh, thứ hai thì cũng để đảm bảo cái nhu cầu thị trường tất yếu thì mình lấy mua sản phẩm của để thu mua cho những người dân đi làm nghề biển về. Xưởng chế biến, nhà kho được đầu tư trên diện tích 250 m2 với các máy móc thiết bị hiện đại như máy ép chân không, máy quay. Tổng giá trị đầu tư ban đầu gần 400 triệu đồng. Sứa ăn liền Thái Long được chế biến từ sứa tươi, muối, tạo thành sản phẩm sứa chín có màu trắng tự nhiên, đan xen, kết hợp với màu sắc của các gia vị ớt, tỏi. Sứa được lựa chọn kỹ, đảm bảo tươi 100%, thu mua trực tiếp của ngư dân tại biển. Các nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, sản phẩm ngon, giòn, vị thanh mát, giàu khoáng chất. Đồng thời, các khâu chế biến được sản xuất trong quy trình đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ khi mua về thì là sữa tươi nguyên con, mua tại biển cho của những người đi về. Từ khâu chế bắt đầu đưa vào sữa chế, thì mình đưa vào sữa chế thì cách thức cái sữa chế thì cũng rất là đơn giản, là đưa vào máy cắt xong rồi đưa vào để quay từ 1 đến 10 tiếng, tiếng xong sạch nhớt, cho quay sạch nhớt xong ta đưa ra rửa sạch rồi là đưa vào muối xong thì tầm được khoảng 10 đến 15 ngày là sữa đã chín. Thì sau khi nào sữa chín thì mình đưa về tập trung vào kho, xong đó rồi ta đưa ra để đưa vào quy trình để sản xuất. Ta lại bước thứ hai là ngâm vào nước lạ để cho sạch hết toàn bộ cái nước muối, đưa vào quy trình để đóng gói. Thì tầm đưa vào ngâm sơ chế thì độ khoảng 8 tiếng là để sơ chế ra thành để cho nhà nước đi thì để mà đóng gói. Sứa ăn liền Thái Long đã được chế biến sẵn, không mất nhiều thời gian sơ chế, có thể dùng ngay hoặc chế biến thành các món nộm khác nhau rất đơn giản. Sứa Thái Long không chỉ là món ăn đơn thuần mà nó còn có vị thanh mát, lành, giàu khoáng chất, là thực phẩm tốt cho sức khỏe, phù hợp với nhu cầu của con người. Trong năm 2018, sản phẩm sứa ăn liền Thái Long sản xuất và tiêu thụ hơn 5 tấn ra các thị trường trong và ngoài tỉnh, được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Sản phẩm sứa ăn liền Thái Long đang hướng đến mở rộng quy mô sản xuất và thị trường để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của Nghi Xuân, Hà Tĩnh tới người tiêu dùng trong nước, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương.